Chào quý vị và các bạn, tôi quay trở lại để cập nhật phiên kết thúc giao dịch ngày hôm nay. Thì buổi chiều ngày hôm nay tôi lại bận, ngày hôm nay tôi cũng không giao dịch được mấy, tôi bận sáng cũng bận, chiều cũng bận. Và bây giờ thì thị trường đã đóng cửa rồi, tôi quay lại. Thứ nhất là cập nhật cái danh sách những cổ phiếu mạnh trong cái phiên ngày hôm nay, và thứ hai là trả lời một số câu hỏi của các bạn nhắn hỏi. Có bạn Hùng Anh, bạn ấy hỏi: thầy ơi, xem hộ em cổ phiếu HDC mua bây giờ được không? Và hiện tại là hình như chỉ có một câu hỏi đấy hay sao đấy. Thì đầu tiên là cái cổ phiếu HDC trước đi, đúng không? HDC là cổ phiếu bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu hay sao ấy. Đây chúng ta nhìn này, công ty phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu, bất động sản. Điểm mua thì có từ đây rồi đấy. Hiện tại thì chưa chưa có gì xấu cả, nhưng mà nó không có điểm mua mới. Cái điểm mua gần nhất ở đây là điểm này, các bạn có thể mua một ít, khối lượng nó cũng không đủ lớn nhưng mà cũng có thể mua được một ít ở đây. Còn hiện tại chưa có điểm mua mới. Nó vẫn đang mạnh, nó có cái cây nến nó hơi xấu đi thôi, nhưng mà nó không thực sự xấu, nó vẫn đang mạnh. Để nói là nó sẽ tăng tiếp thì không biết. Xem qua cái HBC, HDC, quan hệ mua bán thì cũng khá là cân bằng thôi, cũng chưa có cái gì, giá thì cũng giải đều. Đúng không? Chúng ta xem sổ lệnh thì chúng ta sẽ thấy là cái việc mua bán nó cũng cân bằng nhau thôi, khối lượng bán với mua nó cũng không chênh lệch nhau nhiều đấy. Còn để đầu tư vào cổ phiếu này thì các bạn cần phải xem xét thêm các cái thông tin khác. Đấy là về cổ phiếu nhà Bà Rịa Vũng Tàu, đúng không? Tiếp tục là chúng ta sẽ chạy để kiểm tra xem là cái phiên ngày hôm nay. Đây, phiên ngày hôm nay có 21 cổ phiếu mạnh, 21 cổ phiếu mạnh nhất ba sàn. Thì nó rất nhiều cái tên quen thuộc. Một là VOS này, các bạn hình dung ra VOS vẫn rất mạnh đúng không? Phiên này khả năng cao là tăng trần luôn, tím luôn. Cái thứ hai là HVH nhé, HVH điểm mua từ tít trong này tôi đã nhắn các bạn. Những bạn nào mua thì cũng đang có lãi rất đáng kể chứ không phải ít nhá. Rồi SHN, ba phiên liên tiếp rất mạnh đúng không? SHN nhá. VNE đây tôi nhắc các bạn từ chỗ này. Đây cổ phiếu BII cũng được nhắc ở các clip trước, tuy nhiên là nó cũng chưa đẹp lắm đâu nha. Và hôm nay cũng có thể là một cái phiên mà các bạn có thể mua được. Đấy, đấy là những cổ phiếu cũ thôi. Còn lại là toàn cổ phiếu mới. Đấy, thì chúng ta xem lần lượt nhá. Đầu tiên là VEA. VEA thì hôm nay có phiên tăng mạnh và khối lượng đột biến. DRH thì phiên hôm nay cũng có thể mua được nhá. Có thể là một cây mua. Đấy, nó có nhiều cái tín hiệu đẹp, kể cả RSI và MACD nhá, đều đang đẹp. VOS thì đã tăng rất là mạnh rồi.
EVG thì điểm mua từ trong này nhá. Đây cây này. Đấy. Nhưng mà điểm này thì chúng ta cũng có thể mua được nhá. HVH điểm mua BII VNE DAH KMR NBB. NBB thì cũng là nhắc lại nhá, hôm trước thì tôi nhắc ở chỗ này rồi, nhưng cái cổ phiếu này hình như là giao dịch ít nên các bạn để mua nó thì các bạn phải nghiên cứu rất là kỹ. VHE PHP SHN TNT SVD AGM PXT SFG ILA FIC và SDP. SDP thì phiên hôm nay là phiên có thể mua được tốt, lý do là đấy khối lượng tăng đột biến nhá, giá tăng mạnh nhá, giá tăng 8,33%. Tuy nhiên đấy là nó có điểm mua ở trong này rồi này. Điểm mua trong này rồi và chưa có điểm bán nhá. Mặt khác ấy, cổ phiếu này là cái cổ phiếu mà giao dịch giá nó rất là thấp này, khối lượng giao dịch rất là bé này. Đấy, và ở trên thị trường thì người ta hay gọi là cổ phiếu rác đấy. Thì các bạn mua các bạn phải xem đầy đủ các thông tin của nó nhé, tìm hiểu kỹ trước khi mua. Quay lại câu chuyện là chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy một cái bức tranh là cổ phiếu giá rẻ đang đang cái cổ phiếu này thì giá không rẻ đâu nhá, nhưng ở trong cái danh mục này ấy, chúng ta nhìn này, trong danh mục này có 21 cổ phiếu, thì cái cổ phiếu mà giá từ 12.000 trở xuống ấy, 12.800 trở xuống là chủ yếu, và dưới 10.000 thì cũng rất là nhiều, dưới 10.000. Còn cái chủ cổ phiếu trên 20.000 ấy, nó chỉ có 4 cổ phiếu thôi. Đấy, 4 cổ phiếu thôi. Cái điều này nói lên là thị trường đang có điều chỉnh, đang có điều chỉnh. Mặc dù hình như là tôi vừa mới liếc qua lúc nãy tôi thấy thị trường hôm nay nó cũng là một phiên lưỡng lự thôi. Xem dòng tiền nhá. Xem dòng tiền thì dòng tiền vào nó đang mạnh hơn dòng tiền ra. Dòng tiền đẩy giá tăng lên đấy, nó nhiều hơn này. Nhá. Còn số cổ phiếu tăng giá và số cổ phiếu giảm giá thì cân bằng nhau thôi. Nó chênh lệch không đáng kể nhá. Chênh lệch không đáng kể, nó gần cân bằng nhau. Số cổ phiếu giảm giá nó có nhiều hơn một chút nhá. Buổi sáng hôm nay ấy thì tôi thấy có cổ phiếu oil ở trong này, nhưng buổi chiều thì không có. Đấy thì tôi muốn xem qua cái cổ phiếu oil. Thì đầu tiên đấy là chúng ta nhìn giá dầu này. Đây chắc là cái đoạn sập này làm lúc 2 giờ chiều nên làm cho giá các cổ phiếu dầu khí là rụng, đúng không? Sập. Những bạn nào mua đỉnh buổi sáng thì đang rất là có những cái cảm xúc rất là khó tả, đúng không? Đấy, đây có một cái cây sập rất là mạnh lúc 2 giờ chiều nhé, 2 giờ 9 phút. Đấy, thì tôi vẫn nói là đầu tư cổ phiếu dầu khí giai đoạn này tôi nghĩ là lựa chọn tốt nhất đấy, đúng đắn nhất. Tuy nhiên ấy là nếu như mà các vị bạn mà bị cái cảm xúc lên xuống ấy thì rất dễ bị đu đỉnh và bán đáy nhá. Đu đỉnh và bán đáy như thế này là không biết ngày mai nó đã lên hay xuống đâu, có thể nó sẽ sập xuống. Và chúng ta nhìn xa hơn một tí là cây nến ngày. Cây nến ngày thì chúng ta thấy này, cái phiên hôm nay là cũng là một cái phiên gọi là ấy thôi, nó cũng chưa, nến cũng chưa phải là xấu, nó chưa phải, nó cũng phiên lưỡng lự thôi, nó chưa kết thúc ngày, nhưng mà tạm thời là ở đây thì nó cũng không phải là một cây giảm giá nhá, không phải là một cây giảm giá. Đấy, tuy nhiên cái cây hôm qua ấy thì nó đã đẩy cái mức giá lên cao rồi. Đấy. Và cái việc mà nó đây cái nếu mà xem xa hơn nữa này. Xem xa hơn nữa là cây nến tuần đi. Cây nến tuần ấy thì nó đang đây, nó đang có cái kháng cự này, nó sẽ vượt qua hay là không vượt qua thì đang có cái kháng cự này. Đấy. Nha, nhưng đấy nó vẫn đang tăng giá rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn vẫn đang trong cái chu kỳ tăng giá rất là đẹp nha. Và ở đây nó tăng này, một phiên này, hai phiên này, ba bốn năm 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 tuần liên tiếp tăng giá, 5 tuần liên tiếp nhé. Ở đây là cây nến tuần, 5 tuần liên tiếp thì
cái câu chuyện là cái tuần tiếp theo nó có thể không tăng, cái tuần này vẫn là tăng nhé, chưa hết tuần nhưng mà nó đang tăng rất là mạnh đấy, thì cái tuần tiếp theo có thể điều chỉnh hoặc là không thì cũng không ai đoán được, không ai đoán được. Và nó có điều chỉnh thì cũng là rất là bình thường thôi, bởi vì nó tăng liên tục làm sao được, mãi nó không có cái đoạn nào nó chỉ có tăng không. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tăng 7 tuần liên tiếp thì đến một tuần điều chỉnh giảm, đúng không? Xong lại 2 tuần tăng, xong lại đến giảm. Đấy, các bạn hình dung như thế. Nên nếu như chúng ta mua bán giá dầu mà theo cái cảm xúc mạnh như này ấy, là rất dễ bị đu đỉnh và bán đáy nha. Còn dầu khí tôi nghĩ nó sẽ là một cái ẩn số lớn, có thể là cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới. Và tôi vẫn giữ quan điểm là ba cái dòng cổ phiếu mà các bạn nên đầu tư giai đoạn này. Dòng cổ phiếu đất thì các bạn, nó cũng là một cái ẩn số lớn, tuy nhiên là các bạn nên chọn cái cổ phiếu đất mà nó chưa tăng nhiều và nó có cái quỹ đất lớn, sạch, quỹ đất sạch lớn. Quan trọng nữa ấy là nó có phải có cái ban lãnh đạo tốt một tí, thì dựa vào các cái chỉ số chia cổ tức rồi là các cái thứ mà nó ấy đấy, thì các cái thứ mà nó bảo vệ cái cổ đông thiểu số ấy, thì chúng ta có thể đánh giá được nha, đánh giá được. Và nên chọn và mua tích lũy dần thôi, mua khi nào nó thấp thì mua, cũng đừng nên mua đuổi. Ngay cả cổ phiếu dầu khí cũng đừng nên mua đuổi. Hôm qua tôi có nói, sáng nay tôi có nói ở trong cái clip đấy, là hôm qua tôi bán 5.000 cổ phiếu một cổ phiếu dầu khí, sáng nay tôi mua lại nhưng không được. Sáng nay lúc sáng tôi đặt giá thấp quá không mua được, xong đến chiều tôi thấy nó vọt lên cao rồi tôi không mua nữa, thì đến cuối giờ chiều tôi lại thấy nó giảm, tất nhiên là cũng chưa bằng cái giá lúc sáng tôi đặt đấy. Đấy, tuy nhiên là không lường được nên là tôi phải đợi giá thấp thì tôi mới mua, bởi vì tôi vẫn còn một lượng rất là nhiều cổ phiếu dầu khí ở trong tài khoản, đúng không? Và nó cứ lên cao thì tôi lại bán bớt đi nha. Đấy là cái cách thức mà chúng ta đầu tư nếu mà theo đến giờ thì đang xuống đấy. Đây, và nó có một cái cây dập rất mạnh lúc không phải cây này, đây cây này cây lúc 2 giờ đây dập rất là mạnh, và tất cả các cổ phiếu dòng dầu khí đang tăng rất là mạnh thì đều bị dập xuống hết. Có những cổ phiếu bị đỏ nhá, có những cổ phiếu bị đỏ đấy. Đấy là cái câu chuyện về dầu khí. Và để có một cái lựa chọn tốt ấy, thì các bạn nên làm theo, nên xem lại các cái clip mà tôi hướng dẫn ở trước đấy. Các bạn chọn lựa kỹ cổ phiếu và chúng ta đánh giá mua nhé, mua đánh giá. Đây tôi lại nói tiếp cổ phiếu HNG đấy, tôi nói hôm nay là một phiên điều chỉnh này, điều chỉnh. Tuy nhiên cái phiên hôm nay vẫn chưa phải là một phiên rất là xấu nhé, phiên hôm nay vẫn bình thường thôi, có thể ngày mai nó sẽ điều chỉnh tiếp hoặc là nó sẽ giảm sâu xuống, nên các bạn tránh đu đỉnh và bán đáy nhé. Đấy, các bạn nên dùng cái chiến luật thuật là mua ít thôi, mua tích lũy. Nếu mà định mua cái cổ phiếu này, tôi cũng sẽ mua cổ phiếu này nhưng tôi vẫn chưa thấy hấp dẫn, tôi có thể sẽ mua trong vài phiên tới nhá. Nhưng các bạn cũng không cần phải để ý cái quyết định của tôi, đúng không? Các bạn nên có những quyết định riêng. ETF tôi xem những cổ phiếu tôi khuyến nghị, tôi không phải khuyến nghị mà có cái điểm mua trước đấy thì vẫn đang rất đẹp nhá. ETF này đấy, tôi cho các bạn điểm mua này, đúng không? Còn một cái cổ phiếu nữa là S99, tôi xem bây giờ nó đang ra sao. S99 thì nó cũng chưa xấu nhá, nó cũng chưa xấu. Cái phiên hôm nay là phiên hôm nay là có thể là ngày mai bữa kia là nó sẽ giảm này. Đấy, cái cặp nến này xấu này, và cái khối lượng hôm nay nó tăng cao này, cao vượt khối lượng trung bình nhá. Đấy, thì cái câu chuyện là nếu như các bạn bị cái cảm xúc nó chi phối nhiều quá ấy, thì sẽ dễ bị mua đỉnh bán đáy nhá. Đấy, cây mua này thì đã có cây bán đây, vì cổ phiếu này tôi cho các bạn cây mua từ ở đây nhá. Nếu như các bạn kiên nhẫn và bán đúng ấy thì cũng sẽ không bị lỗ nhá. Đây, có thể bán ở đây, mua ở đây thì có thể bán ở đây rồi, cây này là cổ phiếu đã về rồi nhá. Đấy, đấy là những cái chia sẻ buổi chiều hôm nay. Và cuối cùng thì chúc các bạn lựa chọn được những cổ phiếu tốt để kiếm được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên là phải kiên nhẫn nhé, và không nên mua nhiều cổ phiếu giai đoạn này.
Tôi khuyến nghị là không nên mua quá 6 cổ phiếu giai đoạn này. Tốt nhất là chỉ nên 3 đến 5 cổ phiếu thôi. Đấy, không nên mua 6. Trong tài khoản của tôi hiện nay là có 6 cổ phiếu, thì trong đó có 3 cổ phiếu là tôi mua dài hạn, tôi mua từ lâu rồi. Có 2 cổ phiếu mua từ lâu rồi, còn 1 cổ phiếu là tôi mới chuyển từ từ lướt sang dài hạn, bởi tự nhiên nó tăng mạnh. Tự nhiên nó tăng mạnh nhưng tôi không bán nữa. Và tôi đang giữ nó, và nó cũng là thuộc vào cái dòng dầu khí cho nên là tôi cũng không bán. Đấy, đấy là cái chia sẻ của tôi. Và cuối cùng, để các bạn thuận lợi trong cái việc tìm cổ phiếu, tìm kiếm lợi nhuận, thì tối hôm nay tôi sẽ làm một cái clip sớm, chắc là khoảng 7 rưỡi gì đấy, tôi sẽ làm cái clip cho các bạn cái danh mục các cái cổ phiếu tiềm năng để các bạn có thể lựa chọn nha. Cuối cùng thì những bạn nào đã đăng ký kênh của tôi, hãy like và share để nhiều người có thể tham khảo kênh. Và những bạn xem lần đầu thì hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cổ phiếu tiềm năng trong cái danh mục buổi tối hôm nay tôi sẽ cập nhật cho các bạn. Chào các bạn.